Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. Thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình, và mình là Khang G đây. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục trở lại với Minecraft Big World cùng với lại ba thành viên của Noob Team. Chào nào mọi người ơi. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay sau cái gọi là cái video là mình chết một mạng mình sẽ mất một tim đó các bạn, nhưng mà ngày hôm nay mình mà giết được một ai đó các bạn, mình sẽ được cộng một tim các bạn. Wow. Cái điều đặc biệt là ngày hôm nay các bạn, mình sẽ một gọi là một chấp ba anh em, tại vì mình chỉ có một mình được tăng team với bạn, còn mấy thanh niên là không được tăng, nên là đâm ra là mấy thanh niên này gọi là phải chung một team mới thể đánh bại được mình nha anh em. Đấy thì ok, thì trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like, đăng ký, và đừng quên là ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên group team họ team nha. Ok rồi, nói đi, đứng chen chen nãy giờ nói gì, nói đi, không nói gì à, mọi người nhớ qua đăng ký kênh của mình nhá. Ok, đấy mọi người phải qua nhớ qua đăng ký kênh ủng hộ lại cho Văn nha mọi người. Ok, đây giờ chúng ta sẽ gọi là bắt đầu nha mọi người, let's go. Đây ok, từ đã để mình gọi là tắt cái bảng này, gọi là cho nó đỡ khó nhìn nha anh em. Lại ăn thành rồi banh rồi, banh đáng nhất phải bảo là các anh hacker nhớ thay em cơ. À thế ok, các anh hacker nhớ thay em không, giờ gặp là đấm mồm luôn đấy. Ui đấy rồi, gặp thách thức đừng thách thức, quá ghê các bạn, quá ghê. Thôi giờ mình bây giờ bọc giường trước đã. Hãy qua đường thang trước. Cái gì? Ủa, cũng gõ đâu? An đây gọi là. Rồi, giờ chúng ta sẽ gọi là đi qua bên đây tiêu diệt các bạn. Đường này đây đường rồi, mình đi đường nào ta? Đập giường khang rồi. Ok, đập đi. Cứ đập đi chuẩn nào. Bây giờ là đi chung hiểu không? Đi chung. À đi chung ok. Lần này là mình bơ rồi đó các bạn, nên mình không có lo. Ok. Ê. Ê, rô à? Đúng rồi, bơ rô. À chuột à, ai da chuột đi một mình à, ôi da chuột đi một mình thì chuột gọi là thành lẩu chuột đồng luôn, cho chuột thành lẩu chuột đồng chuột nhá. Ui bắn có dính đâu mà cứ bắn hoài các bạn, đấy bắn không có dính mà cứ bắn không đau cái gì mà giết căng luôn này. Ai da căng quá, căng quá các bạn ơi, chết dở rồi. Hôm nay chuột hơi máu nha, nay nghe bảo chuột hơi máu. Đúng rồi, có trốn hả? Ok trốn qua đây đấy, qua xong ta đi về. Ok, do là gọi là trong cái Bedwar này các bạn không có cho chơi team 3, là làm ra thanh niên chuột phải chọn cái team kế bên cái nhà của anh Bixel với lại Banh nha anh em. Ok. Thôi ta, thôi nói thanh niên chuột không thấy bạn. Đây coi, đây coi, đây coi, đây coi. À! Văn lại. Ui ơi, cái gì đây? À, hôm nay Văn đổi sang chơi các bạn. Oh my god. Không sợ các bạn. Vô đây Văn, vô. Vô Văn, vô, come on. Ui giời, chơi chơi chạy các bạn. Chuột bắn chưa? Ui giời. Đánh không lại thì chạy. Ui giời ơi. Đánh không lại thì ai cho chạy? Ai cho chạy? Văn MC này tính một kill cho mình liền. À, ui, đây rồi, tăng một máu của mình rồi các bạn. Ôi giời. À thế. Ok. Ui giời, tăng một máu bạn, bây giờ mình phải để nó hồi máu lên các bạn. Mình mới gọi là đi chiến lại đã. Ok. À, luôn thanh niên tăng máu rồi. Tăng một máu bạn, một kill rồi. Ui nhưng mà mình hết block rồi nha. Thanh niên tăng 5 máu thì mình bắt đầu mới đánh, lo gì mà. À, dạ, mình thấy một người nha. Nhưng mà thôi, thanh niên này đồ kim cương các bạn ơi. Ui, tính năm mấy thanh niên này chưa hết kim cương lẻ thật sự bạn, đúng là ba người chơi có khác các bạn. Mình có một mình đó bạn. Ta đi loot đó. Đâu nhà phía thang đâu ta. Nó lâu còn lâu mới nói, lâu còn lâu mới nói nha. Ok, giờ đi kiếm đường đi về cho nó an toàn. Ui, 5 cục kim cương mày. Ôi, nhầm. 5 cục em mày ngồ. Ok. Woo. Nghe được không mới là điều quan trọng. Ok. Không có sợ. Ây da, con rời này qua đây làm gì ta? Rời qua đây làm gì nha? Nha. Làm gì ta, đừng có tưởng giáp kim cương em không đánh bại nha Bixel. Trời ơi, đừng có gọi là suy nghĩ như vậy. Gọi là dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi nha. Trời ơi. Em này em tiêu diệt thắn tay luôn, có đùa. Ui sợ quá. Ok, mấy hôm nay là Geno. Mấy hôm nay Geno gọi là đi chơi với người yêu. Ôi ôi. Cái gì đây? Tôi vừa mới bước ra ngoài một quả gọi là thiên thạch từ trên trời rơi xuống mà giật cái mình luôn. Đây là dằn mặt đó đấy nhá, dằn mặt luôn rồi, ghê ta, nay biết chiêu dằn mặt luôn, dữ vậy.
chuột này, chuột này, chuột. À, thanh niên chuột lại chuột. Giải cho thanh niên kêu à? Đúng rồi, đúng rồi. Thanh niên Bixel nãy mới đây. À, thanh niên bắt đường qua cho mình các bạn. Cảm ơn Bixel. Nice. Wow. Ý mà trời ơi, thanh niên Vành đã đăng nâng hết gì rồi? Úi dồi ôi. Đâu, có nâng gì đâu. Này lại bắn Fireball nữa bạn, chết lỡ rồi. Fireball à. Ây da. Ok. Bây giờ mình còn hiếu gọi là Emerald bạn ơi. Tuyên bố Khang không có tuổi, đi, đi. Nào. Chưa chắc nha, Bixel. Uầy. Ui dồi. Trời ơi, mình bắn qua Fireball. Nhìn ảo thật đấy. Ê, chuột gà. Rồi, bước ra đây. Ui dồi, giờ ba thanh niên ra đây luôn các bạn, chết dở rồi. Sao chuột được bước ra nè? Ok. Ui dồi, 1-3 là hơi sai lầm đối với mình nha các bạn. Yeah. Gì khó khăn vậy ta? Ui, nãy giờ mình chưa giết được thêm một kill luôn á nha. Hơi khó các bạn. Tính ra mấy thanh niên lên giáp nhanh quá. Uầy. Uầy, cái gì vậy? Trời ơi, rồi xong đi luôn. Chiến thật rồi, chiến thật rồi. Nhưng không sao, mình vẫn được rồi, là một máu bạn, mình có sợ gì đâu. Mình khi được một người là mình vẫn được một cục máu, không gì hết. Mình chết mình không có bị mất cái cục máu các bạn. Ok. Ok bạn, à, giờ mình qua rồi mình chiến lại bạn, không có lo. Trời ơi, sợ gì. Qua đi lại gặp anh bắn cho lủng lủng. À, bắn là lục lục. Lủng cho nào? Lủng cho nào? Đây, banh có nhiều cá bạc à. Ui, trời ơi, cái lỗ. Ui giời ơi. Anh đi nó làm cái lỗ ngay chỗ đây đấy, cay thật sự. Thanh niên sao vừa đáp Fireball rồi gì đó. Ok, hồi sinh đó bạn, không sao không sao, hồi sinh lại có gì đâu, thôi không lo. Ok, để mình mua đồ đã. Này, thầy thanh niên nào làm cái quả này như là anh niên Bixel hay sao bạn ơi? Quả gì? Quả Fireball ngay đường đi gì đó. Tôi đang nhà nha. Ôi, thầy lũ thanh niên Vành lại qua rồi. Ui giời, Vành ơi, xuống đây. Ôi giời. Không có qua. Vành à, Vành. Banh MC. Ok ha. Ờ các bạn kìa. Cá bạn kìa. Cứu cái gì? Cứu cái gì? Cứu cái gì? Ok. Ok, trời ơi mình chưa kêu được thôi. Ô, rồi xong mình té chung luôn các bạn. Hay quá. Rồi xong. Ôi thì tính ra thanh niên được cộng 2 máu rồi đấy. Cái gì thế nhỉ? Mình kêu được banh mình được cộng 2 máu chứ sao. Xoài đây rồi, họ xin rồi, để mình đi mua đồ đã. Giờ được cộng 2 máu bạn. Sợ quá. Thấy chưa, anh bán quả là 30 tên rồi đúng không? Cá bạc là không ăn gì rồi mọi người. À thế à, cá bạc sẵn là nó ra rồi. Nhanh quá, bắn không trúng rồi. Ờ sao bắn dính được, trời ơi, người ta bật rồi. Không bật lóc nhanh á. Đúng rồi, người ta bắt vào lóc nhanh. Đây rồi, đây rồi, mồi đây rồi. Đâu rồi. Chạy rồi. Chạy kiểu gì? Chuột đồng, đứng lại. Ờ, trên này cơ mà. Ờ, đây nè, đây mà. Đây, chuột này, ba máu cho khen gỡ bạn. Bây giờ mình phải gọi là cố gắng giữ rồi là cái lượng máu bạn. Đi lẻ nhá, đừng đi lẻ. À, thế à, ok, rồi, không đi lẻ. Ủa, 4 cục em Emerald à, thôi đi về. Làm thêm cục nữa coi. Nice, xoài. Mét à. Quay. Ui, hay. Trời ơi. Tôi ghê vậy. Hay thế nhờ. Vừa cầm 5 Emerald à. Ui dồi, thôi xong mày ơi. Cay thế. Đâu, người ta đang ghi nhận Emerald đấy. Ai xem kênh. Oh my god. Xem nó đi các bạn. Hình quá. Ok. Có kim cương có nên già ta. Thôi đi về cho nó an toàn. Ui dồi, giờ cái đường đi của tôi nó khó này. Nè, đi bà. Đố bắn đường nữa. Chuột, đi sang nhà hồng đi chuột. Đố bắn đường. Không, cái nữa chuột. Đi sang nhà hồng luôn nha. Ây da, sang làm gì? Trời, sao anh có qua đập được đường xương hay không là vấn đề. Ok. Ây da, hôm nay thử thách này nó cũng gọi là khoai các bạn. Nếu mà gọi là mỗi người một team thì nó còn dễ. Chứ cái này ba người một team thì ôi trời ơi. Ây da. À, mình biết rồi, thanh niên chuột, thanh niên team lẻ các bạn. Nên là ra mình có thể clear thanh niên chuột được. Chết rồi, đừng nha, người ta đang đầu xú 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 ấy. À, giàu à. Thôi chạy lên trên này. Uầy, ai đã bỏ kìa. Ây da, ui. Bixel này, đây rồi, 4 máu liền. Chết rồi. Đứng lại tên niên chuột kìa. Chạy. Đứng lại coi, 5 máu liền. Ôi, không được rồi. Ôi, từ. Không, có banh đây rồi. Chưa tăng máu mình các bạn. Đừng lo.
Đây rồi, bổ máu rồi, đừng lo cái gì. Ây da, thanh niên Văn núp, núp vào đây à. Ui ôi. No, no, no. 5 máu liền. Ui giời ơi. Chết rồi, 3 thanh niên đánh nhau. Ấn mặt ra. Mọi người đi lên, lên, chuột trốn đây. Ok, ok. À chết, thanh niên nhìn thấy. Ui dồi, mình sắp gọi là full nguyên hàng máu các bạn. Full nguyên hàng máu là mình hơi bị mạnh nha. Ok. Giờ cứ gặp chuột là đập các bạn ơi. Á, à, nhà chuột đây rồi. Ok. Ok, sao lại đập nhà chuột? Thì chuột đập em hơi nhiều nên phải đập nhà chuột thôi. Chứ biết sao. Để coi nhà chuột có gì không. Ui, thanh niên chuột nghèo lắm các bạn ơi. Đi nhầm nhà rồi. Đi nhầm nhà nghèo, nó chưa chết dở rồi. Ok. Đây sang nhà giàu này, sang đây này, quay em vô. Ok, cứ ở đấy mà gãy đi. Cứ ở đó mà gãy đi, em qua từ từ nha, cứ từ từ. Không có gì phải vội các bạn, không có gì phải vội. Bây giờ chúng ta chơi phải dồn tâm sang đi. Rồi xong luôn. Ờ, rồi xong luôn sao? Thế rồi mất trụ sở phụ con chủ sở phụ đấy. Ok. Bắn gì vậy? Bắn gì ảo thế? Anh đi bật hack à? Hack mà. What? Cơ à? Ôi ôi, chết giờ bây giờ về không về nâng cấp được làm nào thế? Đây rồi, mồi đây rồi, mồi đây rồi các bạn, mồi đây rồi, mồi đây rồi. Mồi đây rồi, mồi. Cay thế nhở? Cay thế nhở, tao nên biết các bạn. Mồi đi, hả? Mình thấy mình đi biến các bạn ơi. Mồi đi, người ta đoán trước rồi. Bây giờ mình tin tin mình bao được bên đây không ta? Ui ôi, cung anh này là cung gì đau đấy à? Ui ôi. Mẹ rồ đây. Ôi nó thằng gì giàu quá bạn. Ôi ôi ơi, tim tay đặt nhầm. Chuột này. Giờ chỉ có hành thanh niên chuột thôi các bạn ơi. Ôi chuột đứng đằng sau anh. Thời thanh niên văn đúng khó chịu luôn á. Chết giờ rồi, bây giờ làm nào để về nâng cấp đồ này nữa. Ờ kế, kế, kế. Thanh niên này không về được đâu mà, không về được. Kế, ừ không về, không về. Ừ cứ ngồi đó đi, cứ ngồi đó mồm đi. Ôi chết giờ bắn nhầm, xin lỗi. Vanh có nhiều táo vàng lắm. Sắp đi rồi. Ăn tao vàng mình, vào chơi chính như đây đi mà cái mua được cho xin miếng coi, cho xin quả. Ơi. Mình phải gọi là làm một quả highlight gì đó bạn mới phải bay lên kia được. À để xem này. 5 minutes later. Mai phục hết rồi nhá. Cày đấy à, bên kia nữa kìa. Highlight này. Trưởng bên đây một quả. Trưởng bên kia một quả, trưởng bên đây một quả. Tổng dùng quả này mình bay. Ui giời. Spam đi. Cày đấy à. Thôi không ổn rồi, không ổn, bên em mình không có kêu được ai rồi. Thôi xong rồi, mấy thanh niên văng bậy các bạn. Sao được nhà quay luôn mọi người. À chắc thanh niên đang có rất là nhiều tiền đấy. Ấy, thanh niên bay kìa. Ôi thanh niên đấy luôn. Chuột sao bắn được kêu gì, được kêu gì, em nhiều máu không văn. Văn. Ui ôi. Nhiều máu làm sao, đau quá. Cũng tên rồi, ba cũng tên rồi. Chú một chú. Thanh niên trốn trong này. Ê, ê, rút. Thanh niên đâu rồi? Đây, pizza đây, pizza đây, pizza đây rồi. Rút luôn, pizza trâu lắm. Làm sao vậy? Quay, the minute, no. No, no. Cây thế nhờ. Nỡ làm sao được. Sao mình hồi sinh là vẫn được lại máu không sao vậy? Cây thật sự. Mấy thanh niên mai phục mình mày cay thế nhờ. Trời mà chơi mai phục nhá. Bảo vệ tính mạng của mình chứ không là đúng rồi thanh niên chuột. Giờ mình chỉ cần tiêu kêu được thanh niên chuột rồi là giảm được gọi là gánh nặng xíu các bạn. Tính ra mình còn chưa lên được gọi là đồ kim cương nữa. Hay thật đấy. Cái này mình mà lên đồ kim cương là mình hơi bị xịn nha. Okay. Chết rồi. Đi một mình nè. Đi một mình. Solo với ai? Bị xeo game mờ. Lại rồi, lên máu liền các bạn ơi. Ui giời ơi, bị xeo ơi. Mình còn gọi là 3 máu nữa thôi rồi, mình full nha. Mình 3 máu rồi, mình full 2 hàng. Có khi nào gọi là mình giết gọi là hơn 10 mạng rồi là mình tăng gọi là 3 hàng máu luôn ta. Ai mà biết được. Xoài, bây giờ mình nâng giáp kim cương trước đã. Ok, lên giáp kim cương rồi. Ừ, úp sọt cái gì chuột, giờ em lên giáp kim cương rồi. Giờ mình gọi là khá là trâu các bạn. Giờ mình trâu bò lắm. Giờ mình cần mấy cái này. Ui cái gì mà ui. Rồi, sao anh thấy như tế rồi. Ui giời ơi bạn ơi. Ôi ơi. À, con giời đứng đây à. Thời lúc thanh niên này cung MR bạn đâm ra hơi khó.
Chết gà ơi, bây giờ bắn gà thế sao? Có trong tay rồi. Ờ bắn gà mà nãy giờ Vanh không bắn dính em nào luôn ấy. Đấy, vừa nói xong giờ mới dính, giờ mới dính các bạn. Thôi khó chịu đó ta. Wow. Thôi. Lùi à, sợ rồi, rén rồi bạn ơi, rén. Nhìn vứt đèn đầu bia. Ờ, ai vứt đâu? Ơi, vứt đèn đầu bia qua đây. Ơ kìa, sao lại té cây đây rồi. Gà. Cũng cần phải làm gì đâu. Không sao, sao mình giờ mình mua đồ lại bạn. Giờ mình mua giáp kim cương. Ok, mua lại đồ nè. Ui dồi ôi, giờ hết emerald rồi. Hết emerald rồi. Đi. Chuyện cái gì, chuyện kiểu gì, trời ơi. Người ta bị trâu bò đấy, chuyện kiểu gì mà chuyện. Lại đứng nhìn kia canh me à? Đúng rồi, bố đúng quá. Ấy thì cung. Bi theo game này. Ok, lên máu liền các bạn ơi. U là trời, u là trời. Đồ quả này, thanh niên qua thanh niên đập cho thì. Rồi, thanh niên Văn đâu? Ơ, thanh niên Văn chạy à? Văn chơi Văn chạy Văn, hãy đi nào. Ơ, Khang phải đuổi chứ. Ơ, em không thích đuổi. Phải đuổi. Đố Văn bắt được em. Ok, giờ mình đi bắt Văn bạn ơi. Bắt là bắt thế nào được? Thời luôn mình. Úi dồi ôi, bay gần đó không tới nha các bạn. Ok, rút kinh nghiệm lần sau bay lại. Ok. Thằng không biết bay fireball giống anh đâu. Đúng rồi, à thế kỹ thuật ok. Của anh là một ở đẳng cấp khác kìa. Ghê các bạn ghê, nói bò rò quá. Vượt xa tầm của loài người rồi. Đúng rồi, vượt xa tầm loài người đúng các bạn ơi. Ok, giờ Văn loài gì luôn rồi. Loài hơn loài người, ơ trời thời ơi. Thằng niên chuột làm kiểu gì mà đi được cũng hay đấy nha. Đang phải nâng cấp giáp. Run cái gì, rén đúng không, sợ đúng không. Trời ơi, nghe là biết rồi. Đại Khang có giỏi sang nhà công đi. Công luôn, sợ gì, em có sợ ai. Thanh niên bao nhiêu máu người ta. Ờ, đố biết. Nói trước em chỉ còn biết. Em chỉ còn gọi là full 2 máu thôi, là em full thanh máu 2 thứ 2 luôn nhá. Em bắn đâu rồi. Bắn đâu hỏi chi. Ôi trời. Ây da, u hút chạy nhanh à, u hút bay nhảy cao rồi dưới ta. Dữ thế, mà bắn dính gì chơi vậy? Ghê ta. Ôi trời ơi, Bixel. Té rồi. Bixel hiểm mạnh nữa nè. Bixel hiểm mạnh nữa nè. Chạy. Đúng rồi, chạy đi. No. Chạy. Cày đấy à. Mình chạy kịp thôi, mình chạy kịp. Đâu rồi, ta. Đâu rồi, ta. Ôi ôi, thanh niên 38 máu rồi. 38 máu à? Ê, thanh niên bắn video nữa. Thật thử bạn trốn. Nguy cơ hình văn nữa các bạn. Thanh niên còn một team nữa thôi. Úi giời, lại bắn thuộc bạn, mình bắn cung gà quá các bạn ơi. Ừ, cứ gọi ra mà cười đi nhá. Ok, thời bắn cung không dính là có thật các bạn ơi. Úi, tiếng gì vậy? Này, anh thấy có gì đó sai sai rồi. Ờ, mình thấy cái gì này rồi. Như có gì đó sai sai. Ồ, sai rồi, no. Nhưng mà không có gì xảy ra các bạn. Tiên ti nổ à. Quá rồi. Sao không sao, hình như có chuyện gì xảy ra. Ok các bạn, nói thề luôn đấy, mình không hiểu bạn, mình cứ tưởng là cái tiếng rồi làm xong cái phòng của mình các bạn, ai cho là tiếng đóng máy chủ bạn, mình không hiểu cái gì, chắc là anh chủ map rồi là cho mình các bạn đấy. Thì ok, nói chung là ngày hôm nay rồi là mình xém tí nữa, xém một tim thôi là mình full rồi, là hai thanh máu bạn, tính ra mấy thanh niên này rồi là sao đánh mình sợ hai thanh máu bạn, không có đùa được bạn đấy. Thì ok, nói chung mình cũng clear được thanh niên chuột các bạn nhá. Đấy thì mình nghĩ video hết rồi, thì nếu các bạn hết video của mình thì đừng quên cho mình một like, đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ mới từ kênh YouTube mình em. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên group team họ team nhé. Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp lại sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.